và rất là quen thuộc trong cộng đồng của chúng ta, nữ ca sĩ Hồ Xuân Đào. Xin mời Hồ Xuân Đào. Cảm ơn chị Mỹ Lan. Lời nói đầu tiên cho phép Hồ Xuân Đào xin gửi lời chúc đến các mục sư, các cô, các chú, các bác, các anh, các chị một lời chúc sức khỏe lời chào trân trọng nhất. Và quý vị ơi, quý vị cũng biết là trận bão vừa rồi là gia đình là rất là nghiêm trọng, thì Hồ Xuân Đào hôm nay có mặt đây thì cũng muốn kêu gọi đến quý vị trong ngoài nước cũng như là góp một bàn tay. Người ta thường nói là một tay làm chẳng biết đâu, quý vị đúng không? Mà
Cảm ơn em rất là nhiều.